Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và huyện Thanh Chương tổ chức trao 60 con bò lai sinh sản cho 30 hộ nghèo và cận nghèo tại xã Thanh Sơn. Dịp này, mỗi hộ được nhận 2 con bò có sức khỏe tốt, đảm bảo tỷ lệ sống 100%, đã tiêm vaccine đầy đủ. Các hộ sẽ được tập huấn kỹ thuật chăn nuôi và hỗ trợ thức ăn, thuốc, thú y. Dự kiến thu nhập mỗi hộ sẽ đạt từ 2 đến 2,5 triệu đồng một tháng, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo tại Nghệ An. Hoạt động này thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với chính sách an sinh xã hội, giúp các gia đình có thêm điều kiện vươn lên thoát nghèo bền vững.